Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách để mà có thể từ lắp được cái cục pin 12V này của mình này lắp vào cái máy bắn vít 9,6V. Em thấy này, thì ở đây là máy bắn vít 9,6V chứ không phải là 12V. Thì khi mà mình cắm cái cục pin 12V ấy của mình ấy thì nó sẽ bị cấn. Đấy, nó không đút được cái này nó vào. Đến đây nó cấn này. Cái này là cái máy mình đã fix rồi. Đây, ở đây có một cái máy này của mình này thì mình sẽ không đút được vào. Đây, nguyên bản là mình chưa fix thì mình không thể đút được vào. Đấy, không thể đút được vào. Và mình đã tìm ra một cách để có thể đút được vào, nó cực kỳ dễ dàng luôn. Em chỉ cần mất khoảng vài giây là em có thể fix được cái cách này. Đấy, thì nguyên bản, pin nguyên bản của nó em thấy này, pin nguyên bản của nó là nó chỉ có là 9,6V thôi. Nó rất là nhỏ, em thấy này, nó nhỏ hơn khoảng chỉ còn một nửa so với cái pin 12V này của mình. Đấy, thì cái máy này là máy 9,6V mà. Đấy, thì bây giờ mình muốn lên pin 12V thì mình muốn dùng cái vỏ pin to hơn. Mình dùng muốn cái vỏ pin to hơn. Đấy, thì mình cần phải có cách để mà đút được cái cục pin to hơn này vào. Đấy, thì anh em thấy này, nó hơi khó một tí. Anh em thấy này, thì thật ra là nó rất đơn giản thôi. Thì anh em có thể nhìn thấy cái hai cục pin này về cái đường kính, về cái chiều kích thước của nó này, thì hầu hết là cái phần đầu này giống nhau này và cái phần đế này giống nhau, nó chỉ khác là cái pin này nó dài hơn thôi. Đấy, nó chỉ khác là nó dài hơn thôi. Nhưng mà nó có một điểm khác nữa. Em thấy này, ở cái chỗ cái đoạn này đây. Đây, mình sẽ zoom to lên cho em xem thấy này. Đấy, đây. Thì nó chỉ khác một chỗ là cái chỗ này này. Cái chỗ này của nó có một cái lỗ. Đấy, đây em thấy này, đây, mình sẽ xoay như này cho nó dễ nhìn này. Đấy, mình sẽ để cùng chiều luôn này. Đấy, ở cái vị trí này thì cái con này nó có một cái lỗ. Ôi sao nó nhòe nhỉ? Ở cái vị trí này thì cái cục mà pin 9,6V này của mình này thì nó có một cái lỗ. Đấy, nó có một cái lỗ thì cái cục này thì nó không có. Đấy, đâm ra là khi mà mình đút vào thì ở trong cái máy bắn vít này của mình này, nó sẽ có một cái thanh để nó đút, nó ghi vào cái lỗ, tức là nó sẽ đi vào cái lỗ này. Đấy, thì cái cục pin này nó đút được vào trong, còn cục này thì nó không có cái lỗ ở chỗ này, nó không có lỗ ở chỗ này. Thì mình ấn vào thì nó sẽ, thì đến một cái đoạn nó sẽ có một cái thanh ấy, nó không được đút vào, nó không được khớp vào trong cái gỗ lỗ này thì nó sẽ bị cấn ở chỗ này. Đấy, nên thế là mình mới tìm ra, mình chia sẻ với anh em. Đấy, thì đơn giản thôi. Thì nhiều anh em sẽ bảo là có thể mình đục lỗ ở đây, nhưng mà nó không cần thiết. Mà thứ hai là nó rất là xấu. Đơn giản là như này, đơn giản là mình ở đây nó có một cái ngạnh đây. Anh em mình vừa nói cái ngạnh mà nó đút vào ấy. Đấy, mình sẽ lấy cái tô vít mình sẽ chỉ anh em xem. Đây, bên trong của nó sẽ có một cái ngạnh để nó như kiểu là gia cố thêm để cho nó khỏe hơn ấy. Đây, đây này, nó hơi khó nhìn này. Đây, cái ngạnh của nó đây em, đây này. À, cái ngạnh của nó chỗ này thì đơn giản là mình cắt cái ngạnh đi, cắt cái gờ đi là được. Đấy, mình lấy một cái kìm cắt linh kiện này và mình sẽ cắt cái ngạnh đi là xong. Nó rất đơn giản thôi, thì lúc đấy là em đút cái pin 12V vào thoải mái luôn. Đây, đấy, mình cắt như vậy này. Đấy, lần sau mình cắt như vậy xong là mình cắt sâu một tí, xong mình rút nó ra là xong. Ok. Đấy, anh em có thể thấy này, cái phần nhựa xanh xanh này. Đây. Đấy. Đơn giản là mình cắt cái phần nhựa, cái phần cái gờ thôi, cái gờ để mà nó khớp với cái lỗ ấy thôi, cắt đi là được. Đấy, thì mình cần phải có cắt nó mịn hơn một tí thì đút nó dễ hơn. Đó, thì bây giờ mình có thể đút được cái pin 12V thoải mái luôn. Đấy. Thì đút vào cái pin này 12V thì anh em có thể tăng cái dung lượng, mình có thể lắp 6 cell. Còn cái cục pin nguyên bản của nó thì nó nhỏ. Đây, cục pin nguyên bản nó nhỏ thì mình chỉ lắp được có 3 cell thôi. Đấy, mình lắp cục pin 6 cell này vào. Đấy, vừa luôn. Đấy, ngon lành luôn. Đấy, nhìn nó hơi chân dài một tí. Đấy, thì khi mà mình lên 12V ấy, những cái con máy 9,6V đây. 9,6V này này. Đấy, 9,6V này. Thì khi mà mình lên 12V ấy, nó rất là khỏe luôn. Thì có dòng Hitachi này thì anh em biết là Hitachi này thì nó rất là gọi là, tuy nó là máy cái máy này thì nó cũng lâu rồi, nhưng mà cái sức bền, sức khỏe, sức mạnh của nó cực kỳ mạnh luôn này. Đấy này. Đấy. Anh em nghe tiếng máy của nó có thấy ghê không ạ? Nó rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy.
rất là khỏe luôn. Đấy, khi mà mình lên lắp cái cục 12V này của mình, đấy, nó rất là khỏe mà nó rất là sướng. Ok, đấy thì hôm nay mình đã chia sẻ với anh em xem cách để mà có thể như là chế. Đấy mà nói chung là không phải là chế mà nó kiểu là cái mẹo, đúng là một cái mẹo để mà mình có thể đút được cái cục pin 12V này vào cái máy bắn vít 9,6V này để cho mình tăng cái dung lượng lên. Đấy, tăng dung lượng lên thì và thứ hai là tăng cái dòng tải đi. Chứ còn nếu mà pin kém mà pin nó không đủ tải ấy, thì nó sẽ không tải được cho cục pin cho cái động cơ này. Với 3 viên pin nối tiếp nhau không đủ tải, cần phải mắc theo kiểu 2P, tức là 6 viên đấy. 6 viên mắc nối tiếp nhau thì mới được. Ok, thì mình mong video này sẽ hữu ích rất nhiều anh em. Anh em xem kênh của mình mà hay thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.